Ông Vũ Văn Xuân, thương binh hạng 2 trên 4 là một trong 13 hộ có nhà cửa hoa màu và sinh sống gần phía bờ sông Lô của xã Tân Long. Sau đợt mưa lũ vừa qua, dạng tre, vườn cây ăn quả và ngay cả con đường bê tông phía trước nhà giờ đã không còn dấu vết. Những gì còn lại là ngôi nhà được nhà nước hỗ trợ xây dựng vào năm 2010 cũng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Sau lũ, mong muốn lớn nhất của người dân như ông là sớm có nhà để ổn định cuộc sống. Tôi hôm bị uh, cơn bão giờ là có uh, một mình tôi là cứ đi ở ngày thì về đây rắn giả tối lại đi ngủ cùng nhờ thôi. Lũ lụt thì bây giờ nó sạt lở hết rồi chả còn cái gì đấy. 13 hộ phải di chuyển đến nơi ở mới. Trên 85% diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề công tác khắc phục thiệt hại mưa bão đang được chính quyền xã Tân Long thực hiện khẩn trương, trong đó giúp người dân khắc phục thiệt hại ngay trước mắt, bảo vệ, khôi phục các diện tích lúa hoa màu có thể cứu được sau lũ. Với những diện tích không thể phục hồi được, có hướng dẫn để tiến hành sản xuất giống cây mới ngay sau khi nước rút. Thì chúng tôi đã họp gấp ban chỉ đạo và đã triển khai đến thôn và nhân dân. Cái thứ nhất những cái diện tích nào mà có thể khắc phục được thì là cho khắc phục đấy để để tạm thời nếu có khả năng mà ký vớt lại được. Còn những diện mà không khắc phục được như lúa ở đây thì chúng tôi đã chỉ đạo ngay là sau cái cái lũ này khi khô một cái thì chuyển sang trồng cây ngô. Cùng với việc ứng phó khắc phục hậu quả sau mưa bão, một trong những vấn đề được Tân Long đặc biệt quan tâm chỉ đạo đó là hỗ trợ giúp đỡ các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách sửa chữa xây mới nhà ở sớm ổn định cuộc sống dưới sự lãnh đạo cấp ủy thì đến giờ này thì chúng tôi cũng khắc phục cơ bản. Cuộc sống của người dân đang trở lại bình thường, tuy nhiên thiệt hại về tài sản sau bão lũ gây ra là rất lớn. Bởi vậy, việc chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng với các địa phương gia đình bị thiệt hại, trong đó có hỗ trợ về nhà ở là việc làm mang ý nghĩa nhân văn và cấp thiết trong thời điểm hiện nay.